Chiều 11 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 tại Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Dofico. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Hiện nay, toàn tổ hợp Tổng công ty Dofico gồm công ty mẹ và 15 đơn vị thành viên. Hệ thống chính trị của tổng công ty có 21 chi bộ trực thuộc và 3 đảng bộ bộ phận với 547 đảng viên. Hệ thống tổ chức đoàn thể gồm có công đoàn với trên 3.100 công đoàn viên, đoàn thanh niên với 75 đoàn viên, hội cựu chiến binh với 35 hội viên. Trong thời gian qua, đảng ủy, ban lãnh đạo Dofico đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển của đơn vị doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, 100% đơn vị doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty đã thực hiện đối thoại định kỳ và hoàn thành việc tổ chức hội nghị người lao động năm 2024 các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc đã ra soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế làm việc, quy định cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó khơi dậy tinh thần làm chủ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên, lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu lên một số nội dung mà Đô cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, như thường xuyên ra soát, cập nhật các văn bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, mở rộng hình thức tuyên truyền về việc thực hiện quy chế dân chủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị tổng công ty quan tâm thực hiện các giải pháp chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát triển. Trong đó cần quan tâm công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và phấn đấu tạo ra một thương hiệu mạnh của Dofico. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận nỗ lực của Dofico trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, việc duy trì dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của người lao động là yếu tố quan trọng để xây dựng một tập thể lao động đoàn kết, tích cực, làm việc hiệu quả, phát triển bền vững. Do đó, tổng công ty cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuân thủ nghiêm các nội dung của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với doanh nghiệp